Dạ. Thấy nghĩ mà lắm. Dạ, thấy hợp cái xe nó hợp mình là mình chốt thôi. Lấy về cứ đi. Mua bán hàng thôi, mua bịch cứ nhanh gọn lẹ đi cho anh về. Cái dòng cáp đó là ở nhà hai chiếc rồi, chạy xong rồi bán. Dạ. Bán trong giờ tự nhiên muốn chạy lại. Rồi mà cái cáp đó thì theo anh là đi nó có ngon không? Ngon hay nó sao? Tầm chạy ok. Dạ. Nhưng mà hao xăng đúng không? Hao xăng nó chỉ có cái tội hao xăng thôi, tội ông này thì ổng ít đi. Như em á, em chạy á nhiều á thì em phải chạy vòng này. À, đi nhiều thì đúng rồi. Nhưng mà nó hao xăng nhưng mà nó giá tiền nó hợp lý nè. Mà có cái là đi nó không đầm chắc nữa. Đó, anh chị thấy mọi người nó một cái suy nghĩ khác nhau nên là 9 người sẽ có là 10 ý. Không ai giống ai, có người thì chê Captiva như thế này, có kia. Nhưng mà lại có người lại kêu là khoái đi cái dòng đó, đi hai đời xe rồi ha. Dạ. Vẫn phải mua cái dòng đó nữa. Cho nên là anh chị mà cứ cần xe, bất kể dòng gì là bên em đều có ha. Thì hiện tại là i10 như thế này nè. Là bên em sẽ đang có là như là có 2 chiếc hả? Ba chiếc luôn. Ba chiếc hả? Dạ đúng rồi anh. À, từ đời 2019. 2019, 2018, 2015 à, đầy có đủ luôn nha, phong mới phong cũ có đủ. Dạ. Như cái chiếc ở trong này nè anh chị nè. Chỉ với cái tầm giá là lăn quanh khoảng chừng là 220 triệu à, là anh chị sẽ sở hữu cái chiếc xe như thế này. Những cái dòng xe như thế này á thì anh chị biết rồi, thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai là dòng này máy móc rất là bền. Nếu mà anh chị mà cần một chiếc xe mà đi nhiều, di chuyển nhiều ha, đi công việc liên tục thì anh chị cứ chọn những cái dòng xe này cho em. Đó, đi là rất là bền và đặc biệt là mức tiêu hao chỉ có khoảng đâu đó lăn quanh là 5 cho đến 6 lít trên 100 cây thôi. Hyundai i10. À anh chị ha. À, Huy chạy ra cái chỗ này rộng cho anh đi. Dạ. Để quay chi tiết cho anh chị mình xem. Xe này thì phong cũ thôi, được sản xuất là năm 2015 anh chị. Nhưng mà được có cái á, là anh chị biết không? Cái dòng này là dòng xe sedan. Cho nên khi mà anh chị mà có công việc gì á mà cần đi xa ha, di chuyển xa thì sẽ có là cái không gian nó rất là rộng. Bây giờ em sẽ nới rộng ra một chút xíu để quay cho anh chị xem ha, chi tiết ha. Đây cái nước sơn bên ngoài thì bên em đã cho sơn mới lại hoàn toàn ha anh chị ha. Mâm thì cũng đã được lên mâm đúc. Cái dòng này là xe bạn thiếu thôi nha anh chị nha. À, 2015. Nói chung là chất lượng xe thì nói chung cũng được ha anh chị. Tại vì 2015 đến giờ ha, chạy nó cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà có cái là nước sơn nè với lại keo chỉ xung quanh á là nó cũng còn nguyên bản anh chị. Đó. Và giá thì bên em đang bán là 210 triệu cho anh chị ha. Đó, chỉ với là 210 triệu thì anh chị sẽ có một chiếc xe sedan như thế này để mình đi. Còn nếu mà anh chị mà muốn đời cao hơn, xe nó cao cấp, ngon hơn xíu thì có một chiếc bên này ha. Đây đó, rồi mời anh chị luôn. Nói chung á, làm sao cân đối mà giá tiền nào mình cũng có xe, mà xe là phải chất lượng phù hợp với cái tài chính mình bỏ ra anh chị. Đó, 210 triệu xe 2015, còn bây giờ anh chị mình có tài chính hơn thêm một tí xíu nữa, 265 triệu là một cái chiếc Hyundai i10 đời cao luôn 2018. Bởi vì xe đời càng cao anh chị mình biết rồi, có rất là nhiều sự lựa chọn. Anh chị mà đi gia đình cũng ok, còn chạy dịch vụ thì cũng tuyệt vời luôn. Đó, xe này thì nói rất là nhiều rồi. Hôm nay em báo cho anh chị mình là hiện tại đang có một chiếc xe như vậy. Để anh chị nào mà thấy phù hợp á thì hãy nhấc máy liên hệ cho em. Xe bản đủ anh chị ha. Đó, mâm là mâm đúc và bên ngoài cũng có sơn lại, nhưng mà các cái chi tiết keo chỉ đồ thì cũng đã kiểm tra, còn đầy đủ chỉ cho mình hết luôn anh chị ha. Đó. Và thích cái dòng cái sedan ở chỗ là tuy là hạng A 5 chỗ ngồi nhưng mà anh chị mình thấy ở phía sau ngồi cực kỳ thoải mái. Bởi vậy mình đi đường xa hay là đường gần gì cũng không ngại cái vấn đề là sợ ngồi xe mà khó chịu anh chị ha. Ghế da thì bọc mới cho mình hết luôn anh chị. Và đây các cái chi tiết xe này. Đây bạn đủ sẽ có trang bị là tự gập gương cho mình luôn anh chị ha. Đó, rất là tiện lợi cho mình luôn. Chỉ này, nguyên zin nguyên bản, nước sơn phía trong thì còn rất là đẹp cho mình anh chị. Đó, gương á thì tích hợp đèn led và vô lăng là tích hợp luôn các cái phím bấm cho mình tiện lợi. Màn hình thì màn hình zin theo xe, nhưng mà anh chị lên chốt xe ví dụ như không thích màn hình nhỏ thì cứ liên hệ bên em, thay vì bức lọc lá em cân đó em hỗ trợ một cái màn hình gọi là to để cho mình giải trí đi gia đình. Và anh chị nào chạy dịch vụ em hỗ trợ luôn camera hành trình để cho anh chị mình á là chạy dịch vụ an toàn yên tâm hơn ha. Xe của dòng sedan ai cũng thích ở chỗ quá là rộng, xe này thì keo chỉ cũng nguyên zin nguyên bản luôn nè anh chị. Đó, mấy cái này thì cứ là thấy phù hợp với cái tài chính mình mong muốn, cứ sắp xếp được thời gian thì đến bên em kiểm tra chất lượng.
Còn không á, em giao xe tận nhà cho anh chị mình không như đúng như cam kết những gì mà diễn tả, anh chị có quyền không nhận xe và không mất bất cứ chi phí gì hết. Đó, đây sơn này rất là mới và sáng. Đó, anh chị thấy không? Quá là rộng luôn. Và bản đủ sẽ trang bị thun thêm cái cảm biến lùi cho mình nữa. Yên tâm, an toàn hơn sử dụng anh chị. Và cái dòng này á, nổi tiếng á, là vừa bền mà lại tiết kiệm nhiên liệu nữa. Thì đây, em mời anh chị xem cái cục máy của chiếc Hyundai i10 anh chị ha. Đây, cũng vẫn là 4 máy anh chị luôn. Động cơ 1.2 nhưng mà cực kỳ hiệu quả luôn. Cái thứ nhất á, là tiết kiệm nhiên liệu cho mình. Cái thứ hai á, là độ bền vẫn có. Và cái thứ ba, cái quan trọng, anh chị mình ở vùng nông thôn mà sợ những chiếc xe mà bảo dưỡng chăm sóc cực thì đừng lo, đừng ngại những dòng này. Tại vì á, có gara là sẽ sửa được cho anh chị mình. Và phụ tùng thay thế cũng rất là dễ dàng, mà giá cả thì lại hợp lý anh chị. Đó, đây là những chiếc xe mà em dành cho anh chị mà lần đầu mà tìm hiểu xe đã qua sử dụng á, để mình khỏi ngại á. Nhiều khi á, mua xe cũ đã qua sử dụng sợ là sửa chữa rồi sợ đi đường xa có bền hay không. Và đây là những cái chiếc xe mà cực kỳ thích hợp luôn. Keo chỉ cốp đây, keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin nguyên bản đầy đủ cho mình hết luôn anh chị ha. Đó, cứ lên kiểm tra. Còn không có thời gian lên á, em sẵn sàng hỗ trợ là đưa xe tận nhà về cho anh chị mình luôn. Bản đủ nó sẽ trang bị đèn gầm, mặt ga lăng có mạ grom anh chị ha. Đó, đầy đủ hết luôn. Đó, xe đời cao. Hyundai á, là hiện tại i10 là em có đâu khoảng 3 xe, 215, 218 bản đủ và 219 luôn. Đó, anh chị muốn đời nào cũng có, mà muốn giá tiền từ 200 triệu trở lên là đã có xe. Luôn luôn có cam kết bảo hành với anh chị mình. Rồi, anh chị mình á, ai mà trong giai đoạn mà tìm kiếm xe giống như vậy, hãy nhấc máy cho em qua hotline là 0777 55 2222. Chắc chắn anh chị chốt xe sẽ có một chiếc xe tuyệt vời về chất lượng và giá cả để dành cho anh chị mình sở hữu. Rồi, em Huy cũng xin kết thúc video tại đây. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào.